Thưa quý vị, gần 4.000 người dân được xác định tham gia vào đường dây đánh bạc với số tiền là gần 2.600 tỷ đồng. Đường dây này do các đối tượng thuộc 11 tỉnh thành trong cả nước tổ chức. Chủ mưu cầm đầu đã tạo nhóm trên Telegram với tên gọi Gia tộc Sâu để điều hành các đại lý hay chính là các nhóm nhỏ cấp dưới. Phóng viên Nguyễn Ngân thông tin từ Thái Bình. Trang web mà các đối tượng sử dụng trong đường dây, lực lượng công an tỉnh Thái Bình đang điều tra. Trang web này không được bất cứ một cơ quan chức năng nào của Việt Nam cấp phép cho hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ở trang web này thì có 5 trò chơi, đa phần người chơi chọn trò Wingo bởi cách thức chơi vô cùng đơn giản. Nạp tiền dễ, rút tiền cũng rất dễ nên số thành viên tham gia rất đông. Chỉ một nhóm thôi cũng đã có số thành viên lên tới trên 4.000 người thuộc rất nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tất cả các thành viên lập tài khoản từ mã giới thiệu sẽ được tham gia vào nhóm. Đối tượng cấp quyền quản trị cho các đại lý để thêm vào các tài khoản của người chơi vào nhóm. Các đại lý chính là những người lôi kéo được những người chơi khác, hoạt động theo hình thức đa cấp, hưởng tiền hoa hồng từ người chơi sau. Đối tượng sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Zalo để đăng tải những lời mời hấp dẫn, kiếm tiền dễ dàng, thu nhập vài triệu đồng mỗi ngày. Trong các hội nhóm, thường xuyên đăng tải các biên lai nhận tiền để hấp dẫn người chơi. Đường dây hoạt động từ tháng 11 năm 2021, theo cơ quan công an, tổng số tiền chưa dừng lại ở 2.600 tỷ đồng. Đây là lịch sử sao kê của một người chơi trong trò đánh bạc này. Theo đó thì có những ngày người này đã chơi với số tiền lên tới trên 3,3 tỷ đồng. Việc nạp tiền không giới hạn, số tiền chơi cũng như số người chơi cũng càng ngày càng nhiều, đã mang lại cái hoa hồng cho những chủ đại lý. Có những chủ đại lý đã nhận tiền hoa hồng chỉ trong một thời gian ngắn là hàng chục tỷ đồng. Và nếu không bị lực lượng công an triệt phá và bắt giữ thì đối tượng này vẫn đang tiếp tục kêu gọi và mời chào những người khác tham gia. Theo lực lượng công an thì trong nhóm Telegram này, các nhóm đối tượng đóng các vai trò khác nhau. Có người thì có vai trò là người chơi, thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tài khoản được chuyển tiền khi thắng bạc. Nhiều tỉnh thành thì cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng thì là kết nối với nhau qua mạng Facebook và giới thiệu với nhau theo mừng đưa cấp, đa cấp, tức là người thứ nhất sẽ giới thiệu đến người thứ hai, rồi thì từ những người thứ hai phát triển đi thì các đại lý cấp dưới và những con bạc thậm chí là không biết cái đối tượng trong cùng đường dây của mình, mà các cái liên lạc với nhau là đều qua cái nhóm kín của Telegram nên chỉ biết cái nick Telegram của nhau thôi, còn thực tế là có thể các đối tượng cũng không biết nhau. Khi các đối tượng muốn cho lôi kéo được người chơi thì đối tượng sẽ đưa ra các cái hình ảnh mà có những người thắng, nhưng thực chất những hình ảnh đấy là chúng tạo ra để đánh vào niềm tin của người chơi là đấy có người thắng đấy, mà thắng nhiều đấy, nhưng thực tế là không phải. Đấy là những đối tượng cò mồi, dùng hình của cò mồi, đối tượng chân gỗ. Thắng thua như nào là có thể là do cái nhà họ viết ra. Trong cái nhóm mà chúng tôi phá đấy thì nó có một cái nhóm nó gọi là nhóm tư vấn, nhóm đọc lệnh. Thì trong cái nhóm tư vấn đọc lệnh này là gì? Là để hướng dẫn cho những người tham gia chơi nên chọn phương án nào, nên chọn cách nào thì sẽ thắng. Nhưng thực tế cái phương án đấy là may rủi, không có chuyện là chọn đúng được đâu.